Chú vui lòng cho quý khán giả biết là chú tên họ và quê ở đâu chú? Quê ở Gò Công Tây đi nhé. Thị xã Gò Công Tây hả chú? Mình bị bệnh sao chú? Chú bị bệnh sao cô? Thì tai biến. Bị tai biến rồi sao rồi bị lũng dạ dày. Phát bệnh tình vết thương á, nay cho về. Dạ. Yeah. Vậy là mình nằm nay bao nhiêu lâu rồi cô? Nằm gì ở đó dưới đây không biết vô bữa mấy tháng, biết 10 bữa, 11 bữa gì không? Dạ. Yeah. Rồi chú tình trạng chú khỏe chú này sao rồi cô? Thì nó khỏe thì cho về, nhưng mà mổ hai lần nó bị sức khỏe nó yếu, với ông bị bệnh đường, tiểu đường. Dạ. Vậy là chú cũng nhiều căn bệnh hả cô? Nhiều bệnh. Dạ. Ủa rồi mình có con cái gì không cô? Cũng có con, 5 đứa con. Ủa sao nay rồi có mình cô nuôi hả? Tại vì cũng đất đai không có, nó cũng đi mà công ty á, rồi cô nuôi từ 10 ngày nay nuôi không, chứ để sợ nó nghĩ rồi nó mất việc, nó không có việc là. Dạ. Rồi chi phí mình nằm điều trị hôm nay hết nhiêu rồi cô? Chi phí thuốc đồ này kia ở dưới đây với ở đây có 2 triệu mấy thôi. Dạ. Nhưng mà tiền xe, tiền mặt giặt thì nó nhiều, nhưng mà tiền chi phí ở đây đóng 4 triệu mà mơi. Từ từ chốt đi anh Lý ơi. Giặt quá em quên không được. Đóng 4 triệu mà mơi trả lại cho gì là 2.204.000. Dạ. Rồi hôm trước mình chưa có biết cái chuyến xe không đồng này nè, rồi mình đi bằng cái gì lên, phương tiện gì lên đây cô? Xe bệnh viện Đa Khoa Mỹ Tho, ổng nó đưa lên đây không biết 1.000.000. Rồi sao cô biết được cái chuyến xe không đồng này mà xin hỗ trợ rồi cô? Tại vì bữa nay nằm kế bên cái cô bé mà nghe nó đưa lên miền núi cả đêm á. Dạ. Cái nghe vậy mừng quá, cái nó xin số điện thoại của cô kia, cái nhờ cái người em hồi nãy điện, cái gì đâu biết, cái gì điện đâu. Dạ. Người ở dưới quê mình làm công việc gì cô? Chú nhà thì hết bệnh ở nhà, nhà cô nhà, và còn cô thì làm hồ. Dạ. Người hiện tại nhà mình ở dưới quê á, giờ mình ở bao nhiêu người cô? Đi làm đó không có ở bao nhiêu đó, mấy đứa trai nó có vợ đó, nó đi làm đó, có út mới cưới vợ mà vợ nó cũng chê mình nghèo, nó cũng bỏ rồi. Dạ. Yeah. Thì nó cũng đi làm á. Dạ. Có 2 chồng ở nhà với mấy đứa cháu, 2 đứa yeah. cháu nhà lớn đó, nó đi học đó, rồi nó về đó. Dạ. Yeah. Có 48 tuổi nữa, chú vợ 66 rồi mà nó cũng chi nhiều, nó đầu má. Chú này được nhiêu tuổi rồi cô? 65 tuổi, đi 65 nhưng mà ở trong sanh 58. Dạ. Rồi đỡ làm dấu tuổi. Chắc chú hồi đó giờ có mới có bệnh lần này hả? Trước giờ có bệnh gì chưa cô? Trước giờ thì bệnh táo đường nữa đó. Dạ. Mấy năm là 15-16 năm gì không? Dạ. Không thấy làm gì chú không buồn hay gì, không thấy không khóc? Cái lỗi gì còn tiền không, cái đó còn. Gán chú ơi. Tại chú cũng nhẹ, chú không còn đi cầu được, nhưng sức khỏe yếu. Dạ. Dạ. Cũng còn nói được. Nói cũng hơi đỡ nghe. Hơi thôi. Chú ăn uống gì được không cô? Ở nay ăn cháo trắng thôi, với uống cửa, với mua cái hũ yến. Dạ, yến hũ ha. Dạ. Chứ không ăn gì nữa. Dạ. Rồi bữa nay mình xuất viện nha, về rồi có đi lên tái khám gì không cô? Có, bác sĩ nói là uống 5 ngày thuốc đó lên tái khám, nếu mà để nhiều nhất là 7 ngày thôi chứ không có được quyền để nhiều nữa. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ, chuyện đâu chứ? Chuyện đi bỏ đi.
Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì cuối cùng chiếc xe cứu thương không đồng cũng đã hỗ trợ được người bệnh về tới quê. Đây là ở xã Gò Công Tây nha quý cô chú anh chị. Chào chú, nãy giờ đi trên xe về khỏe không chú? Khỏe. Dạ. Ủa cô, ở đây mình có tiệm tạp hóa nào lớn lớn không? Hồi nãy con nói để con mua gửi tặng cho chú con lóc nước yến mà con quên tiêu rồi. Giờ ở đây có không, chạy đi mua không con? Thì bây giờ tháng giỏ mời quý cô chú anh chị vào trong để tìm hiểu về vô nhà của người bệnh nha quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, đây là căn nhà của chú người bệnh đây. Lấy gói cho ông nội con đi. Gói cho nội làm lại đây đi con. Hôm ngày nằm ở bệnh viện nay xuất viện về nhà được mừng không chú? Em mừng. Dạ. Thôi gán về giữ gìn sức khỏe cho mau hết nha chú ơi. Dạ. Chị xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp quay về đi xe về tới nhà lúc khó khăn, xin cảm ơn. Dạ. Chú ơi, con ở đây không có tiệm, giờ con trích 200 tiền quỹ của Mạnh Thường Quân gửi cho con á. Con xin gửi chú 200 để chú mua đồ ăn bồi dưỡng. Đây là căn nhà sau như chú anh chị khán giả. Dạ thì tụi con cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng đưa được chú về tới nhà, thì tụi con xin phép về lại ca lại. Dạ, con xin chào chú một chút, cho chú mau khỏi bệnh nha chú. Dạ, chào. Đường xa xôi quá thì cảm ơn Mạnh Quân đã giúp về đường xa xôi quá. Dạ không có gì con. Dạ con nghe xin phép. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, dạ cô. Thì cuối cùng chiếc xe không đồng cũng đưa được người bệnh về được tới quê là ở Gò Công Tây. Thì bây giờ anh em xin phép ra xe để về lại ca lại nha quý khán giả.
trong cái đoạn video này do trên xe chạy nó có bị hơi bị rung lắc á, mong quý vị xem thông cảm. Xin chào, hẹn gặp lại quý khán giả vào những cái video sau.